Không bán đâu. Lấy đi nhá. Không được mua đâu hết. Không bán đâu. Mua hết đâu. Bán nha, bán thật nha. Đi đâu về đây? Đi tìm vợ à? Dạ, đâu lại mới bảo bắn kia mà. Đâu? À, đi đâu đi làm quả đây mà. Đi nhà vàng à? Không, nhà nó vào nhiều cái ấy. Nó bảo là vào nhà đâu thế mà. À. Nhà nó rất là... À, Lê Vân làm nhà đúng không? Ờ. Ờ, nó làm thế mà. Ôi. Thật ra gặp các diễn viên của anh Nguyễn Tất Thắng là không thể nào mà không nở nụ cười được, bởi vì rất là hồn nhiên. Hôm nay thì Tào Giác Bạch sẽ tiếp tục đi vào đây cùng với anh Ước, đi vào chơi nhà anh Phay Hầu. Đợi mãi cuối cùng anh Hầu cũng về. Nhà nhiều đất, góc để xe quyền thủ. Ăn quả. Sáng giúp anh Vân xây nhà đấy. Đấy, đây anh bảo anh quần áo bẩn này. Toàn xi đây. Chưa vào đây lần nào đâu nhỉ? Em chưa bao giờ, chỉ xem anh Hầu qua màn ảnh tivi thôi. Đấy, thực tế nhà đây. Nhà đẹp đấy. Bà chắc là đi chăn trâu rồi. Nhà. Bà hay đi thả trâu. Còn lần trước nhà Hầu là bên này này. Bên này anh, cái nhà này? Đây là làm nhà bếp. Nhà cũ là nhà này đúng không? Đấy, nhà này luôn. Ý giờ. Chắc là hai mẹ con ở đây. Là mẹ của anh Hầu chắc cũng lớn tuổi rồi chứ? Cũng lớn tuổi rồi mà. Ui, lợn to đấy. Lợn trước có 3 con. Con này là con lợn thịt hay lợn nái anh? Con lợn thịt cơ mà. Xin chào khán giả của Tào Giác Mạch và khán giả của anh Thắng cũng như là anh Ước, anh Phen. Hôm nay Tào Giác Mạch có cơ hội để đến với gia đình của anh Phay Hầu chơi. Đấy thì cũng ghi hình chia sẻ tới tất cả khán giả. Rua chén. Nói tiếng Kinh có hiểu không? Anh ấy. Cho đi lùm mông hả chị? Nào mà làm đồ đùa mà không bảo đồ. Ủa, nước đây thoải mái nhỉ? Đêm mòn tàu à? Tàu bảo mềm chơi. Làm cái đạp đồ. Có thích lấy vợ chưa? Nhảy góp con nè chứ nhỉ? Nhìn chứ nhỉ? Nhiệm á? Nhiệm mà mù nhuốc con nhỉ? Nhói tù mà lỉ hãy ngơ. Thông qua những cái thước phim của anh Thắng thì thật sự là Tào Giác Mạch cũng muốn một lần đến để chia sẻ những cái hình ảnh của anh Phay Hầu, một diễn viên rất là nổi tiếng trên kênh của anh Thắng cũng như là anh Ước, anh Phen. Sau những cái trong những cái chuyến gọi là đi xuống dưới Lũng Cáng này để thăm cũng như là học tập những cái mô hình, Tào Giác Mạch cũng sẽ tranh thủ ghi hình lại những cái câu chuyện xung quanh những công việc thiện nguyện của các anh, sau đó là truyền tải một cái tinh thần lạc quan cũng như là một cái tích cực. Ok. Đến với khán giả của Tào Giác Mạch cũng như là bà con ở trên khu Tào Giác Mạch đang làm những cái công việc thiện nguyện thì rất hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận những cái video như thế này. Ui, TV các thứ xịn sò luôn.
xe đạp mới đang cất ở trong kho rồi, không cần đi đâu. Toàn đi ít game điện thoại thôi đúng không? Không, hồng biết tiết kiệm lắm. Có bộ dao mới cất trong tủ trước, dùng hỏng bỏ ra từng cái một luôn. Xe đạp cũng thế và sửa hỏng. Hay ngồi cái ghế này thích nhỉ? Mát đúng không? Như thế là mát. Nhìn trẻ hơn ở trong video rất nhiều. Hoạt bát hơn rất nhiều. Đi lấy trẻ hay là gì đây? Đi lấy trẻ. Đi nước, đi xuống bếp nước là sao ấy? Như trên em là vào nhà dân người ta ít khi biết làm như này lắm. Đun nước à? Rốt đây là. Trước đây là một căn nhà của anh Pây Hầu và mẹ ở bên này. Hiện tại thì mẹ Pây Hầu chắc là đi chăn trâu rồi. Đấy. Những cái hình ảnh như thế này khi mà quý cô bác anh chị xem video của Tám Giác Mạch ấy sẽ rất ít thấy, bởi vì bà con trên đấy người ta hiếu khách bằng ly rượu, chứ không, hầu như là hiếu khách bằng ly rượu thôi. Còn những cái nhà các bác mà tiếp khách bằng những cái ly nước thì ít hơn. Cho nịp bưa chịp bưa. Mẹ đấy là mẹ nó đập biết này, mẹ đập nhỏ này. Mẹ nào đây đúng không? Bảo mẹ biết đi. Bảo lá nhỏ mà đổ muối. Đổ nước này vô. Tự nhiên mẹ thích bên này hơn đúng không? Mẹ nó bảo mẹ mình biết này mà. Mẹ gì bướn. Bú đến đấy bú lại cho mà. Anh là ngủ bên này đúng không? Mẹ là ngủ bên này. Nó bảo làm nhà đấy. Làm nhà bên này đúng không? Mẹ mới làm bảo mẹ làm nhất. Mẹ mới làm đắm nhà như là đắm kia là đắm mát. Vâng. Nè, chắc là phút được bùa. Thấy chưa? Ông bùa ông bảo bổ ấy. Bỏ qua đắm ăn cái đắm nữa. Cho con lợn đấy đúng không? Đắm. Khi mà gặp được các cái diễn viên của anh Nguyễn Tất Thắng thì thật sự một cái năng lượng rất là tích cực về sự lạc quan cũng như là niềm vui. Đây là những cái video kỷ niệm của Tam Giác Mạch khi mà xuống học hỏi cũng như là thăm các hoàn cảnh ở dưới anh Nguyễn Tất Thắng cũng như là cả anh Ngô Thành Tài nữa, để học được những cái tốt đẹp, sau đó là sẽ về và áp dụng với quê hương của mình. Có thể là những tần suất những cái video của Tam Giác Mạch và rất nhiều anh em khác lên rất nhiều. Tuy nhiên thì mỗi channel sẽ là một cách chia sẻ và một cách ghi hình, thì cũng rất mong là quý cô bác anh chị ủng hộ và đón nhận những cái sản phẩm như thế này. Hơi khó hiểu một vài câu là anh Quay Hồng nói đây hiểu được. Trẻ cất trong tủ đấy, không cất ở đây đâu. Sợ đấy, mất đấy. Rất là biết giữ đồ nhỉ. Xe đạp không dám đi, bảo lúc cái xe đấy không hỏng, nhưng vẫn bắt đầu đi cái xe này. Tất nhiên cho chị à? Cháu là? Không phải rượu không? Không phải à? Ná rượu á. Rượu á? Này. Ná rượu. Hôi quá vậy à? Ná rượu dẫn rượu á mà. Đập nhỏ á. Cái này chế này, này đi đây. Cái này đập nhỏ điện thế này nè. Nên là gì em ạ? Uống rượu là... Thôi bạn đếm được. Là bạn bán rất bảo nhiều vậy. Bán rượu. Bạn nhạt hết đúng không? Bán rượu. Thôi đếm được. Cất rất là kỹ, cái chai còn... Bán rượu nhưng mà bán bán cái này bổ lên đây. Như này đếm đi nữa mà lại ná đây, bán rượu nữa. Ông không bảo được, ông không ngồi nè bảo là uống rượu vào là đánh nhau đúng không? Này,
lần này nhận thế này mà lấy đất như đâu như thế là đất thế là đất đi mà nhà này mà nhà này gạt nữa nó nhà này cho này để lấy bấm như là nhà cho nó quá buồn quá nghe điều mà nhất tạm hiểu là mình nếu ba mà vào ngoài này vẫn vẫn còn nhiều hết nếu mà không nên uống rượu đúng không, không nên uống rượu nhiều uống hết nếu mà nhiều uống nó vẫn biết uống rượu là lại đánh nhau này nhiều như vậy đó đó thật ra còn phải có một phiên dịch với một người quen thì có thể là sẽ hiểu được những nhiều tiếng là nhiều đấy đó. Ừ, cứ đám như nào nhưng mà mẹ đám như là đám nước nào nhiều nước wow. À, là mà đang không à nhà đấy là ba năm bốn người một hai ba bốn năm là giang này lá à năm người đúng không, có anh Giang anh Ná đúng không, năm đánh mở tám về mong ném ở nằm bằng mái năm mưa là hai được. Ờ, tắm như là báo ấy. Nó báo ấy. Báo ấy. Nó bảo đầu mà báo ấy, tắm nước. Báo ấy. À báo mới đi đúng không? Nên này được đồng nghe này bảo giờ này. Anh báo đầu. Nó bảo bảo này. Em hiểu rồi. Là bạn là cứ tưởng báo thì báo đúng không? Báo đúng không? Ừ, báo ấy. Báo cái này là mà như này nhưng mà. Ờ. Báo cái mùa ấy. Lên luống cáng. Ừ, mùa đây. Đấy. Là mà báo cái này này báo ấy. Ai đó báo này hai ở mấy mấy ngày luôn mà. Ai ăn hai cái bài ăn dính đồ hộp vừa biết. À đi mà sang bên đâu, điếc nữa đúng không? Đi hộ điếc nữa. Ừ, em điếc nó. Đời thông. Ô, đủ thứ. Hư nặng quá. À, nặng quá rồi, nhạc quá đúng không? Điếm nữa. Mấy bảo chẳng điếm. À, đó, em hiểu rồi. Tự nhiên là... Đúng rồi, ông này ai... Nha nha, hiểu rồi. Nó làm mấy ai đây, ai nhà thế mà. Nha nha, hiểu rồi. Anh nhờ ai đây mà. Anh nhờ ai cho nó không biết. Tạm gì là trước là cùng anh báo đi hộ à, anh điếc đúng không? Cô anh báo đi hộ anh điếc để vác cái này đúng không? Đó, tôi này, đó, tôi này. Ồ, đấm đồ này, đồ này đấm đồ đấy. Đồ đá đó, đâu đâu biết, như này đấm đi, như này bỏng đi. Nhất là lên vai vác đi đúng không? Ồ, đấm đi. Ừ, rồi, hiểu. Đấm biết. Ừ, thế thì em hiểu rồi. Anh em mình đi về là anh Hầu đã tiến tận chỗ để xe đạp luôn. X game, xe chiến luôn. Có bán xe không? Anh Hầu? Đâu, đâu à? Mua chi mua? Mua chi mua? Mua thế này. Hắn tàu? Thế này tàu. Bao nhiêu? Chứ làm tàu. 500? 500 bán à? Đi thử một vòng em xe đạp. Mua, tiền 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 đâu. Bây giờ xe như này là ít lắm, xe cà tàng. Những cái này lưu lại sau này. Thế chào bà nhé. Bà đi chăn trâu về à? Bà chăn trâu. Trâu nhà mình đâu rồi bà? Trâu bà chưa về. Trâu chưa về, người lại về chưa? Trâu ở nhà chồng kia. À, cho nó ở đấy uống nước các thứ vậy bà. Trâu một tí mới đi đón trâu. Vâng. Đấy. Ú mẹ của anh Hồ nói tiếng phổ thông sõi nhỉ? Nó sõi mà biết mà. Vâng. Anh cho ra em thử đi một vòng xem nào. 500 nhá, 500 bán nhá. Không, giả vờ lấy đi. Đúng rồi. Anh giả vờ đi. Về nhá. Thôi nhá. Về nhá.
Chêu 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 bèo một tí. À. Lấy nhá. Lấy nhá. Đây, lấy ra đây, lấy ra đây. Thế 500 nhá. Không được đâu. Không được đâu. Cái này là trò sung á? Mấy năm rồi? 30. Không được đâu. Không bán đâu. Không bán đâu. Thử đi một vòng nhá. Anh thử đi một vòng đây xem nào. Đi ạ. Mặc cả xe đạp xem bán, chưa ai dám mặc cả bao giờ đâu nhá. Không bán đâu. Cái này là chỉ có mỗi cái càng sau với bánh trước là không phải đồ zin thôi. Đọc quá. Đấy, đi, một vòng em, trình diễn luôn. Đấy, phong cách. Đấy. Gặp mấy anh này chỉ có mà cười cả ngày thôi. Bán nhá. Bán nhá. 500 nhá. Không lấy à? Rồi lấy nhá. Bán nhá, mua xe đạp nhá. Lấy đi nhá. Không dùng mua đồ hết. Có bán đâu? Mua hết đâu. Ơ nó nằm nhà mà. Mua đồ bên kia không? Mua đồ bên kia về. Mua đồ hết. Ông biết đâu. Thôi chơi thôi, cho em thử đi một vòng nhé. Mày bảo mày nằm như này, như nằm như này. Em chạy nhìn xe của mày chứ. Thử xem nào, thử xem thử một vòng nhé. Con X game hiện tại. Ngày xưa là đi này, lúc bé là đi thế này này. Đúng rồi. Thời bé chân còn ngắn nên là không lên được. Thằng đi xe đạp nữa không đấy? Có chứ, em biết mà. Bích mua, bích mất hết rồi. Ôi dồi ôi, cái xe này mà đi lúc cáng về thì có mà ngã mấy lần. Nó có ngã lần nào đó. Đều đi xe đạp giỏi lắm. Còn đèo anh Thắng đi được mà. Bán nha, bán thật nha. Ôi. Không phanh ăn thế mà, anh này vẫn đi được. Chịu ấy. Lấy về nhá. Lâu lâu rồi. Lâu rồi. Ngồi xuống đây luôn á? À? Không sợ à? Nó có sợ cái gì đâu. Chỗ này mà đâm ra đường quốc lộ luôn thì... Thôi được rồi, cảm ơn nhá. Đi về. Bye bye. Mua chê. Nhá. Xin cảm ơn nhá. Không bán đâu. Mình chỉ thử một tí thôi vì chưa ai thử cả. Mua cái xe này xem là anh Hầu có bán không. Phanh thì không ăn rồi. Đấy, xích thì khô hết rồi. Nhưng mà không bán đâu. Đây, đây chắc là một người bạn của anh Hầu từ bé rồi đúng không? Không. Để mua kìa. Nhưng mà chắc cũng lâu rồi chứ đúng không? Có tình cảm như thế thì xe mới không thèm đi, cứ đi xe này thôi. Nó xe mới nó chết kìa. Nó phải đi tận Hà Giang nó mới đi. Đạp xe ra đây tận đến Hà Giang á. Nó gặp anh Thắng, gặp nó cây số 9 các thứ. Thôi nha, bye bye nha, đi về đây. Em chào anh nhá. Đâu mua đâu em. Rồi, về đây. Chào nhá. Em trêu đấy thôi mà. Trêu em thử gạ xem có bán xe không. Thử anh Bay Hầu xem là bán xe không. Nhưng mà không bán đâu. Không. Như một người bạn từ bé rồi. Chắc là tao tóc mạch sẽ xin phép dừng cái video thăm anh Bay Hầu tại đây và hẹn gặp lại quý các anh chị và mọi người những cái số tiếp theo chân các anh để đi thăm các mô hình cũng như là các cái chương trình mà các anh đã thực hiện được, rồi là có những cái gì mà có thể áp dụng được với bà con ở trên kia thì các bạn sẽ cố gắng và rất hy vọng là quý khán giả của các anh, kênh của các anh cũng có thể ủng hộ toàn thân mình. Xin chào và xin cảm ơn.